Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 18 tháng 1 năm 2022. Hiện tại thì Long đang có mặt trên đỉnh làng Hua Cao. Và ngày hôm nay thì thời tiết vô cùng đã ủng hộ, trời đang tạnh cơn mưa từ buổi sáng. Hy vọng là sẽ khô ráo trong vòng một vài ngày tới để vật liệu có thể kịp lên để tiến hành đổ nền cũng như là xây công trình phụ giúp vợ chồng do dề. Nếu không thì sắp đến Tết đến nơi rồi các bạn ạ. Còn có chục ngày nữa thôi là phải hoàn thiện công trình rồi. Và ngày hôm nay thì Long quay trở lại để báo tin vui đối với gia đình của em do em dề cũng như là đặc biệt là những cái bản làng tiếp theo mà kênh sẽ hỗ trợ. Thì có anh Minh đang sinh sống tại Mỹ đã gửi về quỹ hơn 13 triệu đồng. Thì Long cũng xin phép anh được trích ra là 2 triệu 300 ngàn đồng để mua hai thiết bị, là bao gồm là một cái máy cắt, là máy doa kèm máy cắt đó, và một cái máy bắn vít nữa. Bắn vít là kiêm cả khoan nữa, khoan ở đây khoan cái kiểu nhẹ. Lát nữa thì Long sẽ quay các bạn để tiến hành bắn tiếp tục cái vách tôn giúp gia đình ở do dề. Xong hôm nào còn bắn vách tôn của bố mẹ này và cả bản làng, làng Hua này cũng như là những bản làng khác nữa. Những cái thiết bị này là vô cùng cấp thiết bởi vì là các bạn biết rồi, quãng đường lên vùng cao thì rất là vất vả. Để xây dựng những công trình xi măng cốt thép thì cũng có nơi xây được và cũng có nơi không xây được. Nên đặc biệt là phải sắm cái máy này để những căn nhà nào mình không xây dựng được thì mình sẽ làm bằng tôn. Đó. Rồi chúng ta sẽ đến với nội dung chi tiết của video ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng kênh. Thời tiết đã ổn hơn rất nhiều rồi, mà Long xem dự báo thời tiết thì sẽ nắng ráo được 2 hôm, sau đó lại mưa tiếp. Hy vọng là sẽ không mưa trên bản làng này. Đó, ngày hôm nay thì vác máy lên. Hôm trước thì mượn máy của bác thợ mộc á, nhưng mà bác ấy cũng bận nhiều công trình, xong là nói chung là cái dụng cụ thiết bị mà người ta gọi là cái miếng cơm manh áo thì nói chung là người ta cho mượn được ngày nào hay ngày đấy thôi. Thì mình vẫn phải chủ động cái công việc của mình. Đấy, như hôm trước thì chia sẻ là anh em mượn máy xong là buổi tối quá thì bắn dồn bắn dập. Nhưng cái chỗ này là thừa, chỗ này thì thiếu. Yêu cầu em do là bây giờ là tháo hết ra. À, mình có máy rồi, chủ động mình làm, mình túc tắc mình làm được. Tháo hết ra không vội vàng nữa. Chỉ mất 3 chỗ ở những ô cửa, hai cái cửa chính với cả cửa sổ. Đây, do dơ cái máy đây cho các quý hảo tâm với các bạn khán giả biết. Đây, cái máy thì Long lựa chọn máy này là máy bắn vít, thì máy nó máy tốt luôn các bạn ạ. Cái này là hơn triệu. Đây, có cả đèn để chiếu vào những cái vị trí nháy nháy cho anh. Đấy, nháy để ví dụ vị trí nó tối thì còn nhìn thấy. Máy này là máy không cần dây điện, máy pin. Pin vì sao? Vì những cái bắn vít này thì các bạn biết là leo trèo cái độ cao rất là lớn, nên là Long lựa chọn cái loại không có dây điện nên nó lòng ngoằng. Mình sử dụng pin. Cái thiết bị này thì có 2 cục pin. Đấy, pin nó mình bắn hết thì mình sử dụng một pin dự phòng. Thoải mái. Với cả những cái căn nhà mà ví dụ như trên những cái bản làng mà không có điện ấy, thì sử dụng máy này thì đúng là thuận tiện luôn. Nếu không có điện thì mà chơi cái loại máy kia thì lại không có. Cho anh xem cái máy cắt nào. Đâu rồi nhỉ? Em cắt đâu rồi? Cầm nó giúp anh với. Đây. 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 À, cũng định mua cái máy 3 trong 1 đấy nhưng mà nó nặng lắm. Máy này, máy cắt này các bạn này, cắt tôn các thứ hoặc là cắt sắt các thứ là đảm bảo luôn. Hai máy này, tổng hai máy với cả mũi khoan cũng như là cái lưỡi cắt các thứ này mua một bộ nhiều cái lưỡi cắt này. Tổng là 3,2 triệu. Rồi. Em để gọn vào xong này anh em mình đi làm đi. Em dề thì đang tranh thủ vừa trông con vừa dọn dẹp bốn bề xung quanh. Để mấy đứa còn có đổ nền các thứ không phải dọn nữa. Mấy đứa người đến đỡ là cái nó đổ luôn thôi. Dọn dẹp bốn bề xung quanh nó sạch sẽ. Cái này là luyên ở máy cắt à? Nó bắn lên đây à? Dạ. Có lau được không? Có ạ, cái đây là cái than thôi mà. À than à? Ừ. Đây này cái sơn cái lau luôn đi, cắt xong lau luôn đi không là, hoặc là cắt ở dưới cái vết sơn đi, không là đến lúc nó không lau đâu. Dạ. Còn cái mặt tiền này, đập vào mắt là phải đẹp. Đấy, chân cũng bắn. Chân bắn đều rồi, bên trên này cũng bắn thẳng tắp rồi. Không có cái lý do gì mà tại sao mà lại cái cửa này thì bắn lệch được. Cả chỗ cửa sổ ấy nữa. Cửa sổ này em do rất là tiết kiệm. Cắt 3 cái tấm phán để vá vào nhau. Bỏ.
làm đã làm là làm phải đẹp luôn. Những cái tấm nhỏ này thì còn dùng được nhiều những cái chỗ lắm, ví dụ ô thoáng có thiết bên trên kia nó vẫn để được, chả vứt đi đâu phí cả. Đây, các bạn biết thì hôm trước thì Long hết cái loại sơn này là sơn màu cánh gián, sơn này sơn lâu, hết cái loại sơn cánh gián này sơn lâu này được, cho cái cửa này nó cũng khác biệt một tí, có điểm nhấn. Nhưng mà màu nói chung là nếu mà để sơn màu cánh gián này Long thấy đẹp nhất, nó hợp với màu tôn nhìn trông nhã nhặn đẹp. Rồi cái thiết bị chiếu sáng bóng đèn năng lượng mặt trời thì hôm qua em do với cả bố sử dụng ổn rồi. Này, nhìn những cái tấm này cái là bắn như này là cũng chưa được. Đấy. Nó phải lấp hết cái khu này cơ. Đấy, bắn lấp hết khu này. Là mọi thứ nó đẹp rồi. Thì từng chi tiết nhỏ là một là cũng phải đẹp luôn. Bắn nó phải được như dưới này này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, bằng lừ cái này luôn. Cái song chống trộm này, gọi là sen hoa này. Đẹp, sơn và đẹp hẳn luôn. Mấy nữa cái khu vực này cũng nguy cơ sạt lở nhiều các bạn ạ. Mình bảo em do rồi sẽ đánh những gốc cây chuối non này ra trồng hết một loạt đây. Hoặc là trồng bất cứ một cái loại cây gì để nó giữ cái đất này, hạn chế nguy cơ sạt lở rất là cao. Vì cái dốc thì các bạn nhìn thấy cái bản làng bên dưới chưa, dốc thẳng đứng xuống này. Tấm đầu tiên em do cắt xong rồi ốm thử xem có vừa không, sau đó thằng Long sẽ đỡ em giữ để bắt. Vừa cái chân thang quá, không thì vừa rồi đấy, cái thang tí à, để thang ra kéo rời mặt đấy nhá, sắc lắm cái tôn này. Ôi, nào. Đấy, đừng để đấy, để đấy nó gãy thì em có để hẳn ra ngoài chỗ bên này đi, để vào cái cánh cửa đi. Được không? Dê đỡ vợ chồng giữ đi, để cái hình tí, được thử vào đâu. Rồi cho bằng trên đi. Đẩy bên trên này một tí này. Vẫn hơi chéo chéo bởi vì bên này bắn cao hơn đúng không? Ok rồi nhà anh nhỉ? Thôi bên này nó cao hơn tí thì bắn hơi lệch một tí tẹo cũng được. Còn hơn đỡ hơn lúc ban đầu được. Rồi, bắn đi. Dế em đưa cho chồng cái... À con vít không nhỉ? Vít. Cái vít ở trong cái túi bóng. Ừ. Vít tháo đưa tuyến bóng không sạch không? Còn có mấy cái này thôi à? Đâu hết rồi, nó thấy nhiều mà. Còn chút, cái đấy là cái em vừa tháo trên này thôi. Còn cái ở trong cái tuyến bóng đỏ. Một tay giữ, một tay bắn được không? Anh nhận được thử xem nào. Một tay bắn, một kéo thì này. Không được, anh giữ cho. À, vợ thông minh đấy nhỉ. Nữ là thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Dê nhỉ. Có vợ có chồng cái hoài tráng ngay nhỉ. Máy này bắn khỏe bằng máy điện không em? Ba anh ạ. Thế nó ổn rồi. Khỏe hơn. Khỏe hơn, nó mới. Bắn máy này máy mới xong là nó không vướng dây, bắn nó gọn tay hơn. Chỗ này nó hơi vát vát một tí nhưng mà thôi vẫn còn đẹp hơn những cái chỗ đầu tiên này. Ôi giời, kinh quá này. Đó, bắn xong rồi là lau sạch luôn, không lo cắt nó dính ít lin chứ. Sơn là cái này cắt xong phải lau luôn. Nhà nó nhà thứ nhất là rẻ bền nhưng phải đẹp. Nó rất than cho là
Được rồi, coi như tạm ổn. Giờ tiếp tục sửa góc này nữa, ba chỗ. Mày ly nhá, mày ly mấy lượt lên nhà mà vợ chồng nó chốt cửa trong nên nó ủi với nhau gọi không được thì gõ cửa. Mở cửa. Chuông luôn. Có gọn thì mua thủ cho chứ không có thì quá chết. Tấm này bỏ đi, cắt tấm khác đi. Tấm này bị vát cả hai đầu rồi. Đây cắt thì... cắt hai đầu mới được. Cái đầu bên này nó nhỏ, đầu bên kia to, nhìn mắt lên thấy rồi. Không có bỏ đi, những cái đấy mình có tận dụng làm những cái chỗ khác. Cứ cắt cái tấm mới đi thôi. Những cái chỗ kia thì còn đầy chỗ để vá. Em còn cái thước mét đây không? Có ạ. Cái dự án Tết ấm no cho bà con ở trong làng Hua Cao này thì Long cũng đã đặt hết đồ rồi. Quà Tết giúp cho bà con. Có một cái Tết nó không có nhiều nhưng mà sẽ có cái hơi ấm tình người hơn. Thì tất cả những hộ trên Hua Cao này, mỗi gia đình sẽ có một cái suất quà trị giá 500 ngàn đồng. Đó. Đây hai nhà đầu tiên đây rồi, cao nhất này. Ba nhà, bốn nhà, đứng đây đếm là biết rồi các bạn này. Tất tật ở đây hết, nhiều lắm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 cái búi chuối thì nữa về đằng kia nữa, chỗ khu nhánh lại nữa. Đây là gần 50 hộ thì phải. Đó. Nóng cũng đặt... cỡ khoảng 6-70 suất, tạm thời là 6-70 suất đã. Để có thể tặng hết bà con trên này. Còn dư bao nhiêu thì sẽ tiếp tục cái tặng những cái bản làng khác. Còn tạm thời công việc chính thì vẫn cứ tập trung vào gia đình của em Do Dề đã. Cố gắng hoàn thiện trước Tết. Không kịp nữa các bạn, bây giờ những cái đội thợ xây bây giờ người ta cũng rất là khó kiếm. Giáp Tết rồi mà. Người ta không muốn nhận công trình nữa mà cũng vướng bận nhiều công trình khác. Nói chung là công trình nào người ta cũng thúc giục cho đến hoàn thiện đến Tết. Nên tìm được đội thợ xây cũng không hề đơn giản và quan trọng nhất là cái vật liệu là phải lên đã. Vật liệu lên thì mới gọi được thợ chứ còn không cứ lúc nào cũng gọi được. Thôi cứ làm đến đâu thì sẽ làm đến đấy. Không, mình cũng sốt ruột cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Thước rồi, không thấy à? Ui giời. Kế hoạch mà tặng quà Tết cho bà con thì có lẽ là Long cũng sẽ nhờ anh em nhà Do này với cả một số các bạn trẻ nữa để đi tặng từng nhà một. Chứ cũng không tập trung được. Dịch dã này Long cũng không muốn tụ tập đông người ạ. Mình sẽ nỗ lực đi từng nhà một. Bởi vì quanh làng Hua này thì nhà cũng sát nhà thôi. Chịu khó đi một tí thì chắc là một ngày là xong. Đó. Cũng để thăm bà con luôn. Đến mỗi nhà một tí. Động viên thăm hỏi. Chứ mà tập trung bà con ra hội trường thì nó cũng không khí thì nó vui đấy. Nhưng mà dịch dã như này cũng không lên. Ca sinh gái. Hay là lúc nào lên đây thì tập bảo em đi bảo tập trung ở đây để chụp ảnh luôn đấy. Thôi được rồi, cái đấy cứ để sau. Thế có đâu đưa lộ. Ca đỡ anh giữ đi. Cho chị Dề chị còn du cái cu nhỏ ngủ. Ban ngày thì chuẩn chỉ luôn. Tìm lại cái thước xem còn đo đạc nhiều mà. Mấy nữa những cái chỗ này nó dễ sạt em trồng thêm chuối hoặc là trồng thêm cây gì cho nó giữ đất nhá. Không trồng cái cây gì mà mình hay đi lấy trên rừng mà làm được thuốc đây.
mang giống về mà trồng. Xong đến mùa thu hoạch thì thu, xong lại trồng tiếp. Cái gì sâm nhỉ, quên rồi. Cái gì, cây gì đấy, thục, sâm thục à? Sâm thục đấy. Sâm thục, ừ. Cái đấy có, cái đấy ở dưới. Đấy, trồng lan tràn vào đấy. Để đất không làm gì đâu. Vừa làm, vừa phát triển kinh tế được. Củ nó to thì lại bán. Trồng vừa giữ đất luôn. Không phải kệ đâu nhỉ, anh nhỉ, cứ cắt thẳng. Cắt được thẳng không? Thôi thì ông kẻ đi, ông đừng có làm liều đi, làm cẩn thận đi. Làm cho tử tế đi, mấy đứa anh còn nhờ. Cắt cái này thẳng tưng, theo cái mét gỗ là thẳng luôn mà. Em để tấm gỗ đấy không bao giờ em cắt được, anh nhìn anh biết này. Kẻ thẳng tưng ông cắt còn lệch, ông còn đòi để gỗ ông cắt. Làm đi cho nó quen tay đi, mấy nữa đi cùng anh còn bắn nhà bố mẹ, xong bắn những hộ gia đình ở trong làng ấy nữa cơ. Làm cho nó thuần thuần tay đi. Hỗ trợ à? Thôi anh giả lương cho ai đi. Giả cho 200.000 một ngày nhờ. Đi bắn tôn với anh Long. Em do bảo là các quý hảo tâm giúp đỡ gia đình em rồi, mấy nữa mà anh muốn bắn gia đình nào em bắn quen tay em đi hộ. Đó, nhiệt tình. View này hơi chill với các bạn ạ. Làm quả tròi trên kia uống cà phê. Hết sảy luôn. Nhìn khác nhau hoàn toàn luôn các bạn nhé. Hai huyện này, huyện hiện tại thì Long đang ghi hình tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Còn bên cái núi xanh kia thì là huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Các bạn nhìn thấy cái màu sắc nó khác nhau hoàn toàn đi. Bên này thì đa phần đồi chọc bà con trồng được. Đồi nó thấp, nhưng không phải cao quá. Cái mặt bằng ấy, tức là nó không thấp so với mặt nước biển mà nó thấp so với cái đường đi lại ấy. Cái đồi nó hơi tràn này, nhưng nó không dốc ngược lên. Còn bên mạn Tà Xi Láng, huyện Văn Trạm Tấu kia thì nó dốc đứng lên. Nên toàn cây kiểu cây rừng thôi chứ chẳng trồng cấy gì được mấy. Bên này trồng cây rừng vẫn còn được, cây đồi. Là có 3 vị trí cần chỉnh sửa. Đấy, như các bạn nhìn thấy không? Nó phẳng phiu, nó thẳng thắn như này. Vẫn theo cái quan điểm cũ tư duy trên kênh thôi. Là thay đổi cuộc sống của bà con thì thứ nhất là nhà cửa phải vững chãi, kinh tế phải phát triển. Ba là phải cái yếu tố là gọn gàng, sạch đẹp. Tác động vào từ tư duy của bà con luôn. Thay đổi từ tư duy thay đổi lên thì cuộc sống mới thay đổi được. Ngay những cái việc nhỏ này thôi nó cũng muốn làm sao để cho em do này em mới làm cho nó chi tiết tỉ mỉ vào. Thì tất cả những mọi việc khác em cũng làm nó ấy hơn, nó tập trung hơn. Ngay kiểu những cái việc dọn dẹp xung quanh nhà cửa này thôi. Đó các bạn ạ, ngày hôm nay thì Long cũng xin phép quý khán giả thân mến là cập nhật cái video là ngắn thôi. Nội dung ngày hôm nay chủ yếu là Long sẽ cập nhật cái thông tin là kênh đã mua cái thiết bị mới, quà tặng của anh Minh đang sinh sống tại Mỹ. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn anh rất là nhiều. Và ngoài ra cũng là lên cái kế hoạch để tặng quà Tết giúp bà con ở trên bản Hô Cao này. Đó, thông tin tới toàn thể mọi người, cũng có thể nắm được cái thông tin và kế hoạch trên kênh. Hy vọng là thời tiết sẽ thuận lợi để chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành những cái công trình tiếp theo cho nhanh chóng và gọn lẹ trước khi Tết Nguyên Đán, Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam sẽ đến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.